Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Đi Năng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Đi Năng Official nhá. Diêu man gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Gần 12 giờ một bấy hiệu đây rồi, bên kia là hai đội bình quân không bánh xe. Max C và Per anh em ạ. Làm vòng đi dò, quả đầu đây rồi. Quả đầu 7 cây anh em ơi. Một quả đầu 7 cây dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng với vài đấu được cầm cho son. Bên kia là một Maxi và một Persian. Có bay hiệu đây rồi. Rồi làm vòng đi dò và đưa mấy con điều này về thôi. Đây là bài hiệu đầu dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Bóng đùa hiệu về. Bài hiệu có 5 con và chúng ta cần phải thắng bộ đôi này anh em ạ. Chứ thua thì đau quá. Thua liềng xiềng thế này thì không còn nhìn thấy vị trí 1, 2, 3 ở đâu nữa rồi. Cumet U98 và Cumet Văn Hưởng đang đứng đầu bảng xếp hạng. Đấy, 8 vòng tháng 6 thua 2. Rất mạnh. Mạnh Hào và Cumet Nam Sông Kiêu thì ra quân rực rỡ. Thắng Sẻ Đan 7-6 cuối cùng thua hết. Thua đến 6 vòng rồi. Rồi như vậy bầy hiệu được đưa về đến từ game thủ Chim Sẻ Nắng. Sư tử chạy một vòng và không cắn nữa. Còn hiệu tiếp theo, còn hiệu thứ 5. Bài Đan Tri báo về cũng được thêm một voi. 2 voi nào. Khoai, voi đứng im như tượng này. Đảo đâu ra 2 con. Nhìn con voi này nhìn rất giống hình ảnh của Asub TV. Thì biết đứng im rồi, xong ngồi ngáp. Chán. Rồi đây là một máy của bình viên Anthony với bài đấu được cầm Egypt S nhân đôi, ăn cả hiệu cả gỗ. Với con Egypt này, không đổi mùa về. Nhưng mà thông tin báo về bài cũng được rồi, không biết là đồ ăn đồ uống như thế nào. Bầy hiệu 6 con ở đây, 7 con luôn. Kami thì vừa được Cumet U98 cứu với kèo một đều anh em ạ. Đây là S đầu nhân đôi. Quả phụ đây, bầy hiệu đây, như vậy đã đủ đô. 2 hiệu 2 quả đẹp đời. Giật hốc à? Giật vào trong này luôn. Sẻ thì đang làm vòng bị giò vẫn chưa đưa voi về. Bây giờ mới câu và thiết kế luôn chiếc S đầu tiên. Bài mới chỉ có một voi, một bầy hiêu. Ôi giời. Này ông nào lên đập búp á thì... À. Quét đầu luôn. Voi quay đầu này. Bài xấu chưa? Hôm nay mất cái S đầu đấy thì chỉ có quýt. Bài cho son đang rất xấu anh em ơi. Nói bốc mồm nữa. Mở mặt ra đâu đấy, con sư tử ở đấy. Lại còn trên dân nữa rồi. Đấy để. Cày, ở đây quả này. Bú. Đỏ tí tè liên tục, rồi nó bú mất rồi. DG nhanh. Nó đóng lên trên, mình đóng xuống dưới. Khon được khóc nhá. Mắc ke ngay. Anh gần Per đấy. Cái gì đây? Vâng, đang chốt E đấy được không? Chốt E một quả được không? Sẽ đối đầu với mắc kê. Để có đi tìm thêm đồ gì nữa không chứ ép như thế này thì cũng yếu lắm. Rồi có thêm bầy hiệu đây rồi, ok. Bài anh Đan thì còn đôi voi trong hốc này nữa, nói chung là hốc đẹp. Trong này hơi đáng tiếc khi không có vàng thôi. Và anh Đan sẽ tự tin đánh cung ở trong cái góc này. Thế đánh gì? Đánh cung thôi chứ, bài này không có vàng trong hốc thì bắt buộc đánh cung rồi. Thì đóng BM ở đây vẫn phải thêm cái E nữa các bạn ạ. 26 dân đến từ bệnh viện Anthony. Sau đó đây là Sẻ 25 dân. BM. Bây giờ phải đóng BB. Đường nào thì cũng chưa đủ thịt. Chế thiếu cả gỗ luôn. Yeah. Bài nhìn nó bẩn chứ. Rồi, này được cụ đàn kích đời trong độ 10 đây rồi. Kín nhà đừng chặt gỗ xin một tê. Bài này thì sợ mỗi được công ca thôi. Ăn thêm hàn voi này tí vẽ mớ ruộng ở đây ra. Rồi. Làm thịt hai voi này luôn. Xin một tê thôi. Bắt đầu ựa lên chim sẻ mà tôi không dám nhìn nữa. Đây là sẻ đang bị Persian chọc vào. Mệnh là người chọc chéo với con Persian. Bãi sẻ thì kích 11. Còn chưa ăn vàng. Lên cái công. Kéo dân về bú vàng. Có giò đây rồi. Vào đây. Xiên luôn. Chưa sợ đâu. Đối phương đang tìm ra đàn hoàng cái thụ chim sẻ. Đá đơn ở đóng A, đến nay là cũng đơn ở ngoài hết anh. Thì nó đi cho. Rồi, đừng bánh xe. Bắt đầu tạt sang rồi, ta đã kín được rồi. À đây, một lạt đà đây rồi, nó lại chạy sang nhà em đấy. Nó lại chạy sang nhà em rồi, à đây nó vẫn đây. Máy xe của cái thủ con nó khó như là đánh cung rồi. Rồi, kín. Vẽ ruộng trong hốc rồi anh ơi. Trong này vẽ ruộng tèn 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 luôn. Rồi, đã bị đi ở nhà BA. Với việc đóng ai như thế này thì tất nhiên là đội bạn sẽ đi vào đây rồi. Ta sẽ có một cung run ở bên trong. Ôi, vãi cả lông tí. 6 con lạc đà luôn. Rất ghê, chém 4 à. Chém nhanh ấy. Rồi, cung run ở trai. Rồi, cả gỗ rồi, chốt ke luôn. Chạy rồi, không ca rồi. Vâng, đã có ca đến từ game thủ Kunmei truy bệnh để công vào nhà của bình viên Anthony với bài cầm pơ của mình. Ôi, vâng, lạc đà gọi là limit luôn. Vẫn hở. Tham lại 36, có thêm con lạc đà nữa. Chưa có ca. Tụ cung R lại và dỉa ca được không? Rồi, giam 2 có 1, hở anh ơi, hở nó vào kìa. Chỗ đấy hở đấy. Đấy, đúng rồi. May là kịp thời bo lại, bắn con ca đi thôi. Rồi, bắn chết được con ca rồi. Đây mà nói dùng chim sẻ cái gì đấy. Khóc thì khóc. Ôi, không ăn thua. Không ăn thua, vào trong đi. Nó vẩy e kìa. Nó vẩy e đấy, dùng chim sẻ. Tiếp tục vẩy e, vẩy tiếp đi, vẩy cái nữa đi kìa. Lọt rồi, ok, chém luôn cung A nó đi. Vào trong đi, chém nó đi. Nó đang vẩy e kìa. Có 2 cung A, có 4 cung A, có 5 cung A. Chúng ta có 3 con chém thôi, ăn được không? Cung A của nó hình như chưa có giáp. Chém nó đi em ơi. Giết nó đi, khóc ơi. Chết, còn một con cung A nữa. Mày vẩy. Mày vẩy ai? Ôi giời ơi, nó vẫn vẩy được. Nhưng làm lại là số đó chính là 26 dành cho cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vẫn chưa được. Cụ bên kia có sống được không? Tơn chặt gỗ lọt nhà của khóc đến từ cái vụ chim sẻ nắng. 1L lên bánh xe, chém được khá nhiều dân người cầm max C rồi. Ok. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ này. Ơ kìa. Và cái đen e tùm lum ra cho chém thế này. L2 thì thủ chim sẻ. Này này. Và đây cụ. Cụ không thủ được khi mà cà nó vẫn đang dã vào đầu. Cố gắng thủ thôi. Còn một con ca ở đây nó đang ném vào nhà BA của chúng ta. Đây. 2 con ca nó dã rồi. Vâng, sợ không kịp. Đừng giáp 4 nhưng mà ca đang cẩu trong hốc này, 2 con ca nó ném. Vâng, dí vào bắn ca. Tới từ bình viên Anthony. Lạc đà bạn bắt đầu lao vào, chỉ một lạc đà. Rồi, còn một con ca nữa, vẩy e. Không với tới à? Không với tới, vẫn đang đỡ được. Được, chết ca. Rồi, đỡ được nhá. Cụ vẫn đang đỡ được nhà anh em ơi. Lại ca nữa, sao này lắm ca thế. Dừng gỗ thủng rồi kìa anh ơi, gỗ thủng rồi. May nó chưa nhìn thấy. Mày này, ca này, ca nó sống bắn mãi không chơi ca nhờ. Rồi bắn lạc đà vậy, vậy e. Rồi lại lao ra bắn ca. Lại lao ra bắn ca. Nổ cái A này rồi, mỏ gỗ chạy, nhanh. Rồi bắn lạc đà, chơi được. Vâng, Egypt rất trì anh em ơi. Hay quá cụ ơi. Hay. Vâng, đây là con máy của cái cụ chim sẻ với tham lai là 30, sang chém một mỏ vàng với copper. Được. Ôi cụ, ôi ôi cụ ơi. Ôi. Cụ chạy vào khe chết bất đắc kỳ tử rồi. Vâng, cơ cấu lại ruộng đi. Dìa lạc đà nó đi, xem là đốt ca nó đi. Còn cung lờ này không đi ra được rồi. À đây ra được rồi. Mà dần dần đau quá anh em ạ. Gần chục thằng. Được. Ba đều đốt ca rồi đi. Vâng, nó mất vàng đấy anh ơi, không phải đốt ca đâu, nó mất vàng rồi, nó không có vàng đâu, đi đánh nó đi. Tầm lại là số là 30. Kìa, sang bắt kìa. Đây là máy thủ chim sẻ. Vâng, đội bạn đang đẩy sang đây rồi. Đan sổ vào nhà Mark được. Đây là máy của Đan. Thẳng 9 giờ vào nhà Mark C luôn. Gặp anh ơi, gặp anh Đan đây. Rồi, chơi. Kìa. Vậy bò lại rồi. Khả năng Mệnh sẽ về cứu đấy, Mệnh về cứu đấy. Chứ con Mark C nó không về cứu được đâu. Lạc đà nó chắc chắn sẽ kéo về luôn. Ăn dần đi. Rồi. Đây, chơi, chảy quay lại chơi kìa. Vâng, chơi đá luôn. Vâng, đây rồi, đang chơi qua đây. Tham lai ở số đó chính là 29 đến từ bệnh viện Anthony. Sẻ bắt đầu lao vào trong rồi. Dí vào bắn cung A kìa. Sẻ phu kìa, phu đi sẻ, phu. Phu đá đi. Vâng, đá nó chưa dí vào, bắn được mấy cung A này. Rồi, lủng ruộng nó kìa sẻ. Ui, nó phải được nghe rồi. Tham lai là 32 đến từ bệnh viện Anthony. Lủng ruộng nó chưa. Tập trung bắn cung A anh ơi. Rồi hết cung A rồi, sẽ full được rồi. Ok, chết, thắng được trận này các em. Thắng cái trận này là trận kinh mất rồi. Tuyệt vời. Không ơi, đúng là em trai của anh chỉ có thể là em mới tạo ra thế trận như thế này được thôi. Quá là khó được khó. Ưng quá. Vâng, 21 dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng và đang chém game thủ không được khó. Sao à? Rồi đây, ra đi, chơi luôn cung A nó này. Rồi chạy đi. Vâng, chạy thôi, không cần phải đấu cung A nó làm gì cả. Bây giờ chúng ta đã khỏe rồi. Bài khóc thì yếu. Vâng, sau tới này thì khóc làm gì, còn cái vẹo gì nữa anh em. Nó yếu chứ. Vậy em để không cho lại đà chém được, ngựa chém chúng ta. Lọt. Rồi, chém dân. Chỉ ăn dân thôi, không nói nhiều, chém dân nó đi. Đập cái gì. Vâng, cứ chém dân nó thôi. Làm con nữa không? Không được. Tham lai 18. Cái này thì cụ đang có tham lai là 40, bắn nốt dân bờ. Rồi. Giáp 4 rồi. Thế thôi anh em ơi. Bờ thông tin báo về vẫn còn tham. Cái này tham 40 mà. Rồi làm cái ruộng nữa. Đấy, vừa bắn được giờ trục dân vàng bờ đây rồi. Cụ cung nào. Số dân của cụ cứ chạy vòng ra sau cái BS kia để ăn gỗ kìa. Và như vậy là Pơ bắt đầu lao vào chém mình viên Anthony. Vậy e. Bắn. Làm luôn hai lạc đà, làm luôn lạc đà ngựa chém này đây rồi, Pơ này thì hết rồi. Khi rồi còn cũng rồi trong nhà cái anh để nó ăn nhiều dân thế. Không thì anh đập nó luôn đi cũng được. Ok. Cụ ơi. Cái đệt. Chết tôi. Vâng, sẽ ra lại 24. Rồi, tham đè rồi. Ăn gỗ đẹp tí đi. Tham lai là 40 dành cho bình viên Anthony. Rồi, chung kè vào gỗ này. Và tham lai là 27 đến từ ý dụ chim sẻ và vừa tóm được nốt tên lặn đảo của Mết Truy Mệnh. Hết rồi, mệnh thăm tầm 3-4. Và sang chém luôn ông Con Khóc đi thôi. Đi, đi ôm là chết rồi. Nó không còn lạc đà nữa đâu. Đi đánh nó thôi anh ơi. Một đều anh em ơi. Đi. 6 tháng nhận này rồi. Gáy à. Và tham lai là số là 28 dành cho cái tủ chim sẻ. Xin nhá. Xin nhá. Còn 4 con lạc đà đây, Cun Mết Truy Mệnh thì bị sẻ phụ mất 2 con. Lấy gì chơi nữa. Và Cung A đi đâu đây? Cung A đi đâu đây? Cụ hết gỗ rồi. Có 3 con rồi. Đây rồi, đan bắt rồi. Được. Ở bán đôi Cung A này thôi. Rồi nâng cái gỗ 2 lên. Rồi. Đi. Gỗ 2 rồi anh em ơi, nâng gỗ 2 rồi. Vâng, đây là sẻ đang đánh nhau rồi. Đây rồi. Đây, đứng đấy. Nào. Lên, lên đi, về 9 giờ thì anh ra đây. Nhậu nó đấy. Gỗ 2 rồi. Bắn nó đấy kìa. Eo, đụng thế. Rồi, tên này bắn ra chết rồi. Gỗ inox này. Bắn đi kìa anh ơi. Nhà máy của thành viên Anthony với timeline là 54. Rồi, sẻ được nhà rồi. Mình không sao chống được 2 nhà. Và tỷ số là 1 đều trong buổi chiều ngày hôm nay anh em ơi. Thắng trận này ảo thật đấy. Ghê thế nhở. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu